Chào chị mọi người ơi, Huy Son tặng quà. Nay em lại Son tặng quà nha mọi người. Chào Thúy. Chào Trân, chào Dung. Mấy bạn like, mấy bạn share cái livestream cho mình nha. Hôm nay mình sẽ test son. Và khi mấy bạn mua son thì sẽ được tặng quà. Phần quà trị giá là 90k. Đồng thời có 3 món quà tặng cho mọi người. Khi mà chơi game mình chọn ngẫu nhiên ba bạn sẽ được, mỗi bạn sẽ được một phần quà nha. Đồng thời khi tham gia game á, các bạn có cơ hội trúng được chọn bộ mỹ phẩm của CCY dành cho mặt, gồm 3 sản phẩm, đó là serum CCY, kem trị nám của CCY và sữa rửa mặt của CCY nha. Chút xíu mà mình sẽ chơi game, mấy bạn nào mà may mắn thì sẽ nhận được phần quà trị giá là gần tương đương 1 triệu đồng nha. Bây giờ mình sẽ test son trước. Hôm nay mấy bạn son này là son kem của CCY rất là đẹp. Hôm nay khi mấy bạn mua một cây son sẽ được tặng một phần quà trị giá là 90.000. Thế mình mở cái hộp son của CCY cho mấy bạn coi. Son rất là đẹp. Giá của cây son này thì có giá là 225.000. Son này á, chất rất là mềm, rất là mịn. Thế mình lấy son khác ra nè. Mấy bạn chia sẻ cái livestream giùm ai nha. Mấy bạn tag tên ba của người bạn mình vào khi mà mình chia sẻ á. Lúc đó là khi mình trúng á thì mình mới họp lại, mình mới nhận được quà nha. Đây là 12 màu son mà Mai đang bán nè. Giờ mình sẽ test. Khi mấy bạn mua một cây son của CCY gì nè. Bạn sẽ được tặng kèm theo một hũ tẩy tế bào chết dành cho môi, một túi giấy và một thẻ bảo hành son môi 10 triệu đồng, trị giá 10 triệu đồng. Khi mà mình mua son về mà mình sử dụng á, mà trong quá trình sử dụng mình phát hiện son á có chứa chất độc hại nào gây ra cho môi á, thì mình sẽ công ty sẽ thường bồi thường cho các bạn là 10 triệu đồng nha. Rồi giờ mình comment, mình chơi trò chơi đi, mình tham gia trò chơi. Mấy bạn đón 3 số cuối của tờ tiền nha. Đón 3 số cuối của tờ tiền, bạn nào mà đón đúng thì cuối livestream mình sẽ công bố và nhận được bộ quà tặng là trị giá là 1 triệu đồng nha. Bạn comment 3 số cho mình đi. Bạn nào trúng thì trúng hợp lệ là khi mấy bạn like, chia sẻ cái livestream của mình nha. Đồng thời tag tên ba của người bạn của mình vào. Khi mấy bạn trúng mà mấy bạn không có làm đủ các bước đó thì cũng coi như là không có hợp lệ nha. Ngay cuối live mình sẽ công bố bạn nào trúng nha. Bạn cứ comment lên đi. Ba số cuối mình cứ đón đại là ba số cuối của tờ tiền, biết đâu mình may mắn mình nhận được phần quà. Phần quà lớn mà em. Chỉ giá 1 triệu đồng mà. Phải khó. Còn hồi mấy phần quà kia
là chỉ cần chơi rất là đơn giản. Dạng chị chọn ngẫu nhiên thì sẽ có 3 phần quà nhỏ hơn kèm theo. Còn phần quà lớn thì phải khó chút chứ. 3 phần nhỏ mình tặng kèm cho khách đó là tấm trắng cam. Một chút mình sẽ, khi mình test xong, mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn nhận được 3 phần quà trị giá 90.000. Các bạn cứ comment đại lên đi, biết đâu mình may mắn thì sao. Bây giờ mình sẽ test son cho mọi người xem nha. Hộp son rất là đẹp luôn. Hôm nay khi mà mấy bạn mua cây son á, thì mấy bạn mấy bạn sẽ được tặng kèm theo một hộp tấm trắng cam trị giá là 90k nha. Cái này mình bán là 90.000 đồng một sản phẩm. Khi mà mình tắm thì bật tông rất là nhanh. Đau họng quá. Đúng rồi em, mình đón 3 số cuối vậy là đúng rồi. Rồi mình cứ đón nhiều vô, biết đâu là một mình đón nhiều cơ hội mình trúng nó càng cao hơn. Chị không có quy định số lượt mà mình comment, cứ comment nhiều vô. Cũng như mình comment 3 số đó rồi sau đó mình tiếp tục comment 3 số khác. Son của CCY rất lên màu rất là đẹp. Khi lên môi rất là chuẩn và lâu có bị trôi màu. Này là màu đỏ cherry nha. Chia sẻ cho 5 nhóm nha em. Màu đỏ cherry khi mà mình sử dụng son của CCY á, mình đi tiệc hoặc là đi chơi đều rất là đẹp nha. Lâu chơi chắc son rất là mềm và mượt. Mỗi cây gì á là trị giá là 225.000. Hôm nay mình mua mình sẽ được tặng kèm theo cái quà tặng là 90.000 đồng. Có rất là nhiều màu. Hỏi son này là bao đẹp cho mọi người. Rồi cảm ơn em chia sẻ nhiều, cảm ơn em. Rồi em cứ comment nó đi chút. Bất cứ sản phẩm nào bên CCY đều có tem chống giả nha mọi người. Rồi em cứ comment đi thấy. Comment 3 số cuối của tờ tiền. Chị nói lại nè, comment 3 số cuối của tờ tiền đi nha. Nếu mà bạn nào comment đúng á thì mình sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá là tương đương 1 triệu đồng. Gồm có 3 sản phẩm, đó là serum dành cho mặt, sữa rửa mặt và kem chị đặc trị nám nha. Mọi người cứ comment nhiều vô, like và chia sẻ live stream giùm ai nha. Khi đó mà mình trúng á, thì mình mới nhận được quà, mới là hợp lệ nha. Mấy bạn không chia sẻ mà mấy bạn comment đúng á, thì một chút là mai kiểm tra lại. Không có chia sẻ là không có nhận được quà nha. Rồi giờ mai sẽ test màu tiếp theo. Hôm nay mấy bạn mua một thỏi son CCY thì mấy bạn sẽ được tặng kèm theo bộ quà tặng, sản phẩm quà tặng kèm theo là 90.000 đồng nha.
có một màu mình rất là thích, rất là hot luôn nè. Xem không không comment tiếp đi Quỳnh chút trận, mới comment con số vậy sao chị thấy có hiện lên con số à, chưa có đúng nha em, comment tiếp theo đi. Màu tiếp theo là màu hồng baby, màu này rất là đẹp luôn, người thấy rõ không? Bình thường mấy bạn mua một cây son CCY á thì là giá 225.000. Trên son thì nó có niêm yết giá của sản phẩm nè. Rồi hôm nay mấy bạn mua thì một hồi mình test, mấy bạn thích màu nào cứ comment, mình sẽ ship cho mấy bạn nha. Kèm theo tấm trắng cam của CCY. Này hộp này còn một hộp cứ tấm trắng cam. Hay à, còn hiện giờ mình chỉ còn một hộp cuối cùng thôi, mời giao cho khách. Chứ giờ cũng hết rồi. Mấy bạn mua thì em ơi, mình sẽ, tại vì ngày mai tấm trắng cam về rất là nhiều. Tấm trắng cam á mấy bạn tắm á, một hộp 90k vậy, mình tắm được hai lần. Khi mình tắm lần đầu tiên da mình bật tông rất là nhiều luôn. Sao không thấy ai comment cho người ta? Cứ comment nhiều vô đi mấy bạn. Comment nhiều lên em. Này này là màu mã số 07. Là màu hồng baby nha, rất là đẹp luôn. Mẫu này mà cho mấy bạn mà da trắng trắng á là lên môi rất là đẹp luôn nha. Các bạn cứ comment đi. 10 phút sau mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhận được là một cái tấm trắng cam nha. Một tí nữa mình sẽ chọn chọn trên màn hình những bạn nào mà comment á, mình sẽ chọn lên chọn chúng bạn nào thì bạn đó sẽ nhận được quà là một hộp tấm trắng cam nha. Rồi mình sẽ test test thêm màu son tiếp theo. Màu đỏ cam, màu này rất là đẹp luôn. Mấy bạn nhớ chia sẻ livestream giùm Mai nha, nhớ tết tên ba của một người bạn của mình dành nha. Chưa nữa em. Cứ comment nhiều đại nhiều nhiều đi, một hồi chị công bố rồi kiểm tra lại mình đúng cái nào thì mình cứ chụp hình inbox qua cho chị sẽ gửi quà. Con màu này là màu hồng san hô nha. Màu này rất là đẹp luôn. Hôm nay bạn nào mua là khuyến mãi là tặng một bộ một phần quà là trị giá 90k nha. Hôm nay bạn nào mua mình đúng rồi em, đúng rồi cách làm em đúng rồi. Mình sẽ test
Tiếp màu tiếp theo. Đây là màu cam san hô. Con màu này là màu đỏ nhất nha mọi người. Em sẽ comment chú thông qua một chuyện gì đi. Đúng rồi, em cứ comment, comment nhiều số đi Trần Trúc Quỳnh. Quỳnh Trúc Trần. Em cứ kiểu mà comment thêm đi. Nãy giờ những số đó thì chưa có đúng nha. Các bạn cứ comment nhiều số vô, biết đâu trong đó sẽ có một số chú. Mình không có quy định là mấy bạn comment bao nhiêu số nha. Còn đây, đây là màu màu cam đất. Màu này lên môi thì nhìn rất là tây luôn á. Mình xin nói lại là cho mấy bạn mới vô sao nha. Hôm nay mình bán son của CCY á. Khi mà bình thường mấy bạn mua một thỏi son của CCY á thì trị giá của nó là 225.000 một sản phẩm. Các bạn sẽ được tặng kèm theo một hũ tẩy tế bào chết dành cho môi. Và được tặng kèm túi giấy, đồng thời là thẻ bảo hành của son của công ty dành cho son của mình là trị giá 10 triệu đồng. Khi mấy bạn trong quá trình mấy bạn sử dụng á, các bạn mà phát hiện son có chất nhiễm trì hoặc chất độc hại nào á gây ra cho môi mình thì công ty sẽ bồi thường cho mình là 10 triệu đồng nha. Đặc biệt hôm nay là khi trong live này á, là mấy bạn mua son thì Mai sẽ tặng cho mọi người là một tấm trắng, tấm trắng cam trị giá là 90.000 đồng nha. Bạn cứ comment nhiều vô đi. Rồi đồng thời muốn nhận bộ quà tặng trị giá 1 triệu đồng mà khi mà mình tham gia game á thì mấy bạn vui lòng comment ba số cuối của tờ tiền nha. Mình sẽ tặng nhận được là bộ sản phẩm của CCY trị giá là 1 triệu đồng nha. Các bạn nhớ like và share cái livestream giùm Mai nha. Đây. Nếu mấy bạn mà đón trúng ba số của tờ tiền thì mình sẽ nhận được bộ sản phẩm chăm sóc da mặt của CCY gồm có kem trị nám, serum face và sữa rửa mặt ngày và đêm của CCY nha. Rồi để không sợ quá. Mình test tiếp theo. Tiếp theo là màu đỏ cam của Silva nha. Ô, màu này là màu đỏ, đỏ đỏ đào chứ. Tuy là son kem nhưng mà nó rất là lì nha. Độ bám môi rất là lâu.
nên mấy bạn sử dụng khi đi tiệc á, mình không có sợ là khi mình ăn mà son của mình bị trôi nha. Còn đây đây là màu cam nude, màu này rất là nhẹ, nó giống như màu môi của mình nhưng mà nó mịn và nó rất là mượt nha. Mấy bạn mà trang điểm cái tông mà nhẹ thì mấy bạn dùng cái màu này rất là hợp luôn. Vừa mua son mà được tặng tấm trắng nữa đó, tấm trắng xài rất là im luôn. Mấy bạn mua hôm nay mình sẽ miễn phí ship cho mọi người nha. Hello, Ruby Nguyễn. Thấy son đẹp không Ruby Nguyễn? Vô comment đóng số đi nhận quà kìa. Nãy giờ chưa ai đóng đúng hết trơn á. Bạn cứ comment nhiều vô. Màu hồng gặp Barbie rất là dễ thương luôn nè. Comment ba số cuối của tờ tiền để nhận quà. Rồi em cứ chị em test son đó, em muốn thích cây nào thì em nói nghe cô Bi Nguyễn. Mai chị về chị gửi về luôn cho nè, màu đỏ gạch nè, màu hồng Barbie nè, màu đỏ cam nè, màu cam san hô nè, hồng san hô, màu này màu hồng san hô, màu này cam san hô nè, màu đẹp đẹp không nè. Comment đi mọi người, bộ quà tặng rất là hấp dẫn. Màu này thì màu cam nước nha. Để ngồi lộn xộn xong rồi chiên rồi. Bạn thấy rõ mẹo không? Hôm nay khi mấy bạn mua một cây son thì sẽ tặng kèm theo phần quà, đó là một hộp tấm trắng trị giá 90.000 đồng, tấm trắng cam. Cái tấm trắng cam này hiện nay rất là hot luôn á. Bán không có hàng, không có đủ hàng giao cho khách luôn á, còn nợ khách rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mấy bạn mua á, mình sẽ tặng mua son á, mình sẽ tặng kèm theo tấm trắng cam cho mọi người nha.
thấy nước hoa cha mai cũng có bán nước hoa nữa nè. Chai này rất là dễ thương á, mùi rất là thơm, ngọt lắm, mùi trái cây. Comment đúng số đi mọi người, chia sẻ bài viết, chia sẻ like giùm Mai nha. Hello mọi người đâu rồi? Bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn á. Nhận được quà đó là một tấm chắn cam nha. Giờ mình sẽ kéo ngẫu nhiên những comment của mấy bạn, dừng lại ở comment nào thì mấy bạn sẽ được nhận quà nha. Phần quà là một tấm chắn cam nha. Cái này mình sẽ kéo ngẫu nhiên, khi mà dừng ở bạn nào á, mình kéo tay gì nè, ngẫu nhiên dừng ở bạn nào thì mình sẽ cho nên mấy bạn comment càng nhiều thì cơ hội trúng của mình càng cao nha. Bây giờ mình sẽ chọn để mấy bạn vô sau á, mấy bạn cứ comment lên đi. Một phút nữa mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên một bạn để nhận được tấm chắn cam nha. À, mấy bạn cứ comment nhiều nhiều vô đi. Một phút sau mình sẽ chọn ra một người để mình sẽ kéo ngẫu nhiên nha. Bạn comment càng nhiều càng tốt, tại vì cái khi mình comment nhiều á, cơ hội trúng được cái ba cái số của mình càng cao, cho nên mấy bạn cứ comment nhiều vô. Ở nha, mình chuẩn bị chọn nha. Hên xui nha, hên xui nha, không biết ai trúng nha. Cái đầu này nhìn xấu quá, nhìn thấy xấu hơn Google vậy. Hết cái đầu nhìn thấy rồi. Bây giờ mình sẽ chọn comment nha. Một hồi cái tay mình chạm vô comment của bạn nào á thì mẹ bạn đó sẽ nhận được phần quà tấm chắn cam nha.
Cho ba là phần quà nha nha. Rồi kéo lên, kéo xuống. Lại nha, chọn chọn chúng bạn nào thì bạn đó nhận nha. Rồi vô đây, bây giờ chúng bạn nào nha. Rồi em mình coi ra coi bạn nào đang comment đây. Rồi bạn Ruby Nguyễn là khi comment số là 551 nha, cái tay mình nè. Rồi mình sẽ gửi tặng bạn Ruby Nguyễn là phần quà là tấm chắn cam nha, còn hai phần quà nữa nha mọi người, còn hai tấm chắn cam nữa nha. 1551 hồi nãy mình chọn ngay cái trên đây nè, mấy bạn thấy không? Còn hai tấm trắng cam nữa nha. Và một phần quà rất là to là trị giá 1.000.000 đồng, cho nên các bạn cứ comment nhiều vô nha. Các bạn cứ mời bạn của mình vô tham gia mini game cho vui nha. Rồi mình chọn bên đây nè, mấy bạn thấy không? Khi mấy bạn tham gia rất là dễ trúng. Rồi khi mời mình ship mỹ phẩm về cái sách, mình sẽ gửi tặng bạn Ruby Nguyễn là phần quà tấm chắn cam nha, còn hai tấm chắn cam nữa, chút xíu mấy bạn cứ comment đi. Cái đó là biết sao Trần Trúc Quỳnh, cái em nói á, khi mà tag ba người bạn á, là khi mà em đúng ba số và tag ba người bạn đó mà cái số em đúng đúng thì em sẽ nhận được quà là bộ sản phẩm trị giá 1.000.000 á, phải không? Còn khi mà chị chọn ra ngẫu nhiên á, một người comment á tặng món quà 90k á, thì không có cần tag tên, hiểu không? Em hiểu không? Tại vì cái phần quà lớn đó là chút xíu khi cuối live á, chị sẽ mở ba số đó ra. Nếu mà bạn nào đúng á thì mình sẽ được nhận được quà nha. Rồi, em cứ comment nhiều đi em. Comment nhiều vô. Rồi, Ngân Nguyễn, chào Ngân Nguyễn. Chào Hà Nguyễn. Rồi, giới thiệu cho đánh quá trời mà. Ừ, cố lên em, chút xíu rồi còn thêm quà nữa mà, còn rất là nhiều quà, mấy em cứ comment đi. Ngân Nguyễn ơi, em cứ comment ba số cuối rồi tag tên ba người bạn của mình vào nha. Khi mà cuối like nếu mà em trúng á thì sẽ được nhận bộ mỹ phẩm là trị giá 1.000.000 đồng nha. Còn hôm nay chị test son nè, giới thiệu son mọi người. Chào Susu Mai. Hôm nay chơi game với mọi người, giới thiệu son. Hôm nay chị bán son á,
với CTY. Hôm nay sẽ miễn ship cho mọi người luôn. Khi mua son thì mình sẽ được tặng kèm theo tấm chắn kem, trị giá của sản phẩm là 90.000 em. Tấm rất là nhanh bật tông. À, em muốn chơi game phải không Sư Mai? Ngân Nguyễn ơi, em nhớ tắt tên cho ba người bạn của mình vào nha. Có bạn gần trúng nhưng mà chưa trúng. À, em cứ comment ba số cuối của tờ tiền nha. Rồi cuối like chị sẽ công bố, bạn nào trúng thì chụp hình inbox qua cho chị nha. Gửi qua cho chị thì mình sẽ nhận được, rất chơi rất là đơn giản, mình nhận được bộ dung mỹ phẩm trị giá là tương đương 1 triệu đồng nha. Khi mấy bạn chơi, tham gia chơi á, mà trúng thì mấy bạn sẽ được một bộ mỹ phẩm gì nha. Nãy giờ chưa có ai đoán đúng hết trơn. Có một bạn đoán gần đúng rồi nhưng mà chưa đúng. Bạn cứ đoán nhiều vô đi nha. Còn hai phần quà tấm chắn cam nữa nha. Mấy bạn mà muốn chăm sóc da mặt á, thì bên Mai có rất là nhiều sản phẩm dành cho mặt á. Như là đây cái này Mai đang sử dụng, đó là kem Face Texting của CTY. Và chương trình quảng cáo giới thiệu sản phẩm. Chất kem rất là mềm, rất là mịn. Khi mấy bạn thoa rất là thấm nhanh vào da. Mình có thể sử dụng dưỡng da buổi tối hoặc ban ngày mình đi làm á, trước khi mình trang điểm mình cũng có thể lót một lớp. Làm một lớp, lót một lớp mỏng nha, có thể bảo vệ da mình. Mấy bạn thấy không? Da rất là mềm luôn á, thấm rất là nhanh. Hộp này mình xài từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng ngày xưa tôi mai. Mình thoa đều á là nó không có bị lộ vân kem, kem rất là thấm, rất là mau. Cái này chiên á, cái dòng này á, dưỡng trắng, cái độ trắng của nó rất là nhẹ. Nhưng mà được cái là da mình rất là khỏe khi sử dụng kem này. Mấy bạn mà da bị lỗ thân chân lông to nè, rồi hoặc là mấy bạn lúc trước á, mình sử dụng kem trộn hoặc là những mỹ phẩm mà cho nổi á, da mình bị bào mòn á, hoặc là da mình bị mụn á, cái da mình hư tổn nhiều á, thì mình muốn da mình trắng đẹp á, thì trước tiên mình phục hồi da của mình á. Đúng rồi em, mình thoa ngày 2 lần. Mình có thể thoa buổi sáng hoặc buổi chiều, hoặc trước khi buổi tối á, mình dưỡng da buổi tối á, khi mình trang điểm á, thì mình thoa một lớp mỏng á, trước khi mình trang điểm, da của mình sẽ không có bị những cái tổn hại mà khi mình trang điểm á, mình đi làm hoài á, trang điểm nhiều á, thì cái những cái lớp trang điểm đó cũng ảnh hưởng cho da mình rất là nhiều. Cho nên mình sử dụng kem Face Texting cho những bạn da hư tổn, phục hồi da rất là ok. Mụn ẩn á, một cái này á, nó cũng chuyên về dưỡng da, nó làm da mình khỏe á em.
đồng thời nó xe khích lỗ chân lông của mình, thì giảm cái lượng mụn cám á, mụn dưới da của mình rất là nhiều luôn. Còn mụn ẩn, còn mụn ẩn dưới da, nếu mà mụn thịt đó, mụn ẩn sâu dưới lớp da thì cái đó em, chị nghĩ em là mình phải đi tới thẩm mỹ viện á, mình lấy cái cùi mụn dưới da xong rồi á mình hay dưỡng kem. Chứ nếu mà nó ẩn sâu dưới da thì mình vừa sử dụng mỹ phẩm cũng không có tác dụng gì đâu. Cái này của chị bán rất CCY mà, cái kem phục hồi á, bạn đó mém mém rồi à, chưa bạn nào thích, chưa bạn nào trúng hết trơn. Các bạn comment nhiều đi, phần quà lớn lắm luôn. Đúng rồi, em bạn nào có chia sẻ thì mới nhận được quà nha. Mấy bạn mà không có chia sẻ thì họ mai kiểm tra lại trên trang của mình mà không có chia sẻ là không có nhận được quà nha. Đúng rồi, chưa có bạn nào trúng hết trơn, xém trúng à. Không, em nặng mạnh thì da phù nhưng sợ nặng da mình cũng thương. Đúng rồi em, nếu mà mình nặng nhiều quá thì da mình sẽ bị tổn thương. Vậy chị nghĩ là da em là nên dùng kem Phytexin là hợp. Tại vì nó vừa, nó vừa dưỡng da mình mà nó xe khích lỗ chân lông. Khi mà nó xe khích lỗ chân lông á thì mình những cái bụi bặm á dưới da nó không có tích tụ được vô da, nó da mình sẽ giảm được mụn rất là nhiều nha. Khi mà em sử dụng kem phay á, mình kết hợp với serum tươi á thì cũng cái tác dụng của kem á với serum, nó tác hai cái cộng lại thì cái tác dụng nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Hoặc là mấy bạn nào mà muốn sạch da, da mình muốn sạch thì mấy bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt thì cái này cũng chuyên chuyên về dưỡng da và làm sạch da sâu từ sâu bên trong nha. Cái hộp sữa rửa mặt của CCY giá của nó thì là 270.000, nó sẽ có hai tiết cho mình làm sử dụng ban ngày, một tiếp ban ngày và một tiếp buổi tối nha, ban đêm nha. Trận chút vừa mình thấy comment quá trời nhiệt tình luôn mà chưa trúng. Rồi 5 phút sau mình sẽ chọn ra tiếp theo một bạn là sẽ nhận được quà là tấm chắn cam nha. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên, các bạn nào mà trúng rồi thì sẽ không có được trúng nữa nha. Khi chọn ngay bạn đó thì bạn đó đã trúng tấm chắn cam rồi á thì sẽ nhường cho bạn khác, sẽ chọn lại phần quà tiếp, chọn lại bạn tiếp theo nha. Còn đây là kem phay, cái dòng này á
là kem phay trắng hồng. Cái hộp này mình cũng đem ra mình test cho khách, hộp rất là đẹp luôn. Cái dòng phay trắng hồng này á thì dành cho những bạn làn da mình nó mịn, nó khỏe mà da của mình hơi ngâm á, thì mấy bạn sử dụng dòng này chuyên về dưỡng trắng. Bạn sử dụng tầm một tuần là da mình sẽ lên tông thấy rõ luôn nha. Chất kem của nó là chất kem da ua nên nó rất là thấm, rất là nhanh vô da. Rất là thơm luôn á. Test gần hết luôn rồi. Chào Hội Thí Hằng. Lâu quá rồi không gặp. Mười mấy năm rồi hả? Hôm nay mà mấy bạn nào mà mua kem dưỡng da cho mặt á thì Mai cũng sẽ hôm nay sẽ ưu đãi khuyến mãi cho mấy bạn, là khi mấy bạn mua kem phay á hoặc sữa rửa mặt hoặc là serum á thì mấy bạn cũng sẽ được nhận một phần quà đó kèm theo. Mai sẽ tặng kèm theo mấy bạn là một phần quà trị giá là 90k nha. Là cũng khi mấy bạn mua một sản phẩm sẽ được tặng tấm chắn nha. Mình mua son hoặc mua sản phẩm dành cho dưỡng mặt á thì mấy bạn mình sẽ tặng cho mấy bạn một phần quà. Mấy bạn mua son á thì hôm nay mấy bạn cũng nhận được quà nha. Mấy bạn nào khi mình chọn á, mình chọn bạn nào trúng thì mấy bạn cứ inbox cho mình địa chỉ, số điện thoại, mình sẽ gửi quà cho mấy bạn nha. Rồi, 5 phút nữa mình sẽ chọn một người tiếp theo nha mấy bạn. Mấy bạn cứ comment nhiều nhiều đi. Hồi ba số thấy khó quá ta, nãy giờ không có ai trúng, chưa ai trúng hết trơn, xém trúng luôn à. Còn này á là cái hộp này thì thầy là kem chỉ nám chuyên dành cho những bạn mà da của mình mà bị nám á, bị tàn nhang á thì mấy bạn dùng hộp này rất là yên luôn. À, kem trị nám này thì cái độ dưỡng trắng nó sẽ nhiều hơn là kem phay tái sinh, nhưng mà nó sẽ ít hơn là kem trắng hồng, tại vì nó chuyên về nó trị da mình bị nám, bị tàn nhang. Thì mấy bạn nào mà làn da vậy thì thích hợp cái kem trị nám. Một hộp này thì mình sử dụng từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Hôm nay khi mấy bạn mua kem phay tái sinh nè, kem dưỡng trắng hồng và kem trị nám, nếu mấy bạn nào mua trong line á thì mình sẽ free ship và tặng kèm theo sản phẩm 90.000 đồng. Các bạn cứ comment đi nha. Tí xíu nữa mình sẽ chọn ra một bạn. Mấy giờ rồi không biết. 9 giờ rồi. Em mình lấy điện thoại kia, điện thoại này hết pin nè. À, mấy bạn cứ comment đi, mình trở ra mình sẽ chọn tiếp theo một bạn để mình tặng quà nha. Một sản phẩm là tấm chắn kem nha. Ừ.
Nha, mấy bạn cứ comment đi, mình chuẩn bị mình chọn ra một bạn may mắn nha. Cắt cái tóc này bây giờ thấy sao sao. Chọn ngẫu nhiên một người nha để nhận phần quà trị giá 90k. Đi tề ngủ hai tắm đi, tắm đi chuẩn bị ngủ nha. Trời ơi. Rồi nha, bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn. Chọn ra một bạn nha, mình chọn ngẫu nhiên một bạn để mình tặng một phần quà, đó là tấm chắn kem nha. Còn mấy bạn cứ thích màu son nào á thì cứ inbox cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một bạn nha. Bạn thấy không? Mình sẽ chọn một bạn ngẫu nhiên một bạn. Sao bên này kéo ít quá vậy? Cái máy này kéo mình lửng không được chị trời. Rồi bây giờ mình sẽ chọn bên này. Máy này nó hiển thị ít bình luận lẫn quá à, không có thấy được bình luận nhiều.
Rồi bây giờ mình sẽ chọn nha, chọn ngẫu nhiên nha. Rồi bây giờ mình sẽ không nhìn nữa, để chọn ngẫu nhiên một bạn. Khi mà cái ngón tay mình nó đứng lại chỗ bạn nào thì mình sẽ gửi phần quà cho bạn đó nha. Rồi nhắm mắt lại chọn nha, hên xui nha, chúng hai người đó nhận quà nha. Không có thấy gì cho nghe. Rồi xin chúc mừng một bạn, đó là bạn Thúy Trương nha. Bạn Thúy Trương mình ngón tay mình để ngay số là 506 của bạn Thúy Trương nha. Mình sẽ ghim lại cái bình luận này đó. Bạn này nãy giờ cũng comment quá trời nhiệt tình luôn. Mình sẽ gửi tặng cho bạn Thúy Trương một phần quà là tấm trắng cam trị giá 90k nha. Rồi Thúy Trương cứ comment số điện thoại rồi địa chỉ, mình sẽ gửi đến Thúy Trương một phần quà nha. Rất là đơn giản và dễ trúng luôn nha. Rồi mình bây giờ cũng là hơi trễ rồi, mình phải cho bé đi ngủ. Thì khoảng 5 phút nữa mình sẽ công bố mà ba số cuối của tờ tiền nha. Sao em không có hả? Em tấm trắng là chị Hậu ơi. Muốn giật quà thì cứ comment nhiều vô, đâu có không cho comment đâu quá trời quà luôn mà. Mấy bạn cứ comment 5 phút nữa mình sẽ công bố và kết thúc livestream nha. Nếu mà bạn nào trúng á, comment đúng ba số thì mấy bạn cứ chụp màn hình gửi qua. Em mua Hậu, em mua kem kem dưỡng da trắng hồng da, em xức cho trắng. Mua mua son tặng cho vợ đi, tại khi em mua son tặng cho Ngân á, chị sẽ tặng kèm em theo một hộp tắm trắng cho em tắm. Nè thấy nhóc son màu đẹp đẹp không không? Ủa già nãy giờ. Có chống nắng luôn. Khi mà mua kem body á, có tặng kèm theo chai chống nắng nữa. Vừa dưỡng da vừa chống nắng nữa. Kiểm tra coi có bạn nào trúng không nha. Mấy bạn xém trúng không nè. Bạn cứ comment nhiều vô đi. Hãy
vậy. Phần quà trị giá 1.000.000 chưa ai trúng nha, cái xém trúng thôi à. Bên này nè có bán kem tay mở nữa, kem tay mở của CCY. Mày những bạn nào mà da mình khi mà mình có em mở mở tích tụ với da thì mình sử dụng kem CCY, rất là kem tan mỡ của CCY á, mình sử dụng sau đó mình thoa thoa một ít lên da, mình massage kết hợp với mình tập thể dục á thì cái hiệu quả đạt được rất là cao. Khi mà mình mua một tiết kem tan mỡ của CCY á thì mình sẽ được tặng kèm theo đó là một thước dây, kèm theo một cái ống để khi mình xức kem tan mỡ lên sau đó mình quấn lại thì cái hiệu quả của mình rất là cao nha, tan mỡ rất là nhiều. Nha mấy bạn cứ comment nhiều vô nha, 2 phút nữa mình sẽ công bố cái kết quả của tờ tiền, mấy bạn nào trúng thì chụp màn hình gửi lại cho Mai nha, inbox liền cho Mai nha. Hậu thì lấy gì quay số hỏi xem trúng không, em phải đoán số hỏi chị công bố kết quả thì mình mới biết là mình đoán đúng hay mình đoán sai, đoán đúng mình mới trúng chứ. Em không biết chụp màn hình hả? Chị không biết em xài máy gì, cái máy của chị thì chị chụp màn hình thì cái nút tắt nguồn á với cái nút volume á mình nhấn 2 cái cùng lúc. Làm sao hả? Thì giờ em cứ viết đón 3 số 1, 2, 3, 4 gì đó, 3 số cuối của tờ tiền nè, nè nó nè, đón 3 số cuối của series tờ tiền, tắt tên ba của người bạn mình vô. Rồi sau đó là chị công bố, nếu mà đáp án của em đúng với đáp án của 3 số cuối tờ tiền của chị á thì em sẽ nhận được quà, rất là dễ chơi. Rồi nha, 2 phút nữa mình sẽ công bố, mình kết thúc livestream. Còn cái phần quà tấm chắn cam hôm nay á, bà đáng lẽ ra tặng 3 phần mà bây giờ á bé nó buồn ngủ rồi, cho nên mình còn 1 phần tấm chắn cam, ngày mai mốt thì mình sẽ like, mình sẽ tặng cho mọi người nữa nha. Hôm nay mình tặng được 2 bạn nhận được quà thì mấy bạn cứ inbox cho mình số điện thoại đi với địa chỉ, mình sẽ gửi quà cho mấy bạn nha. Comment nhiều vô mọi người ơi. Nhận được phần quà tới 1.000.000 lận. Phần quà là một bộ chăm sóc da mặt. Ba sản phẩm của CCY
một em chị nám, một em sữa rửa mặt và một em serum. Còn sao mấy bạn lựa được màu nào thì mấy bạn cứ inbox cho mình. Thì mấy bạn cứ inbox cho mình nha. Hồng Barbie, đỏ đào, cam san hô, hồng san hô, đỏ gạch, màu cam nước, màu hồng đất, rất là nhiều màu luôn. À nha, mình sắp chuẩn bị công bố nha. Mà mình thấy nãy giờ chưa có bạn nào đón đúng hết trơn, mấy bạn comment ít quá à. Bạn cứ mấy cái quay đó comment lẹ 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 nhiều lên mấy bạn mới dễ trúng được. Tại nãy có khách, tại tính like sớm, tính 7 giờ gửi like rồi nhưng mà có khách là hơi trễ. Chào Diệu, vô trễ quá à. Nãy giờ không vô sớm, nhận quà. Còn mấy bạn nào mà nếu như mà hôm nay chưa có may mắn trúng á thì đợt ngày mai mốt khi mà mai like á livestream được sao á mình cũng tặng quà cho mấy bạn nữa nha. Phải rồi, phần quà lớn phải chơi khó chút, chơi dễ thì sao mấy phần quà nhỏ nhỏ hồi nãy giờ chơi dễ dễ không á. Không nãy giờ tặng quà nhóc hết trơn, chơi trò chơi thôi. Đằng sau chị có like cái chị mời em. Chào Long Quỳnh, khỏe không Long Quỳnh? Hỏi hỏi mận của em mới Diệu sao quá à, chứ con chị nhà chị không có giao xa được. Hồi bữa này chị có cái chị alo em có lên Sóc Trăng á thì chị gửi cho em, dưới đường dưới giờ khó đi quá trời luôn. Phải dễ dễ chị cũng chạy xuống em rồi. Con đi thay đồ khác chưa? Con tắm rồi. Con tắm rồi con thay đồ khác sao? Dạ, dễ thương không ạ? Xin lỗi mấy cô nha, tại vì mẹ con đang nói chuyện với con. Hello Yến Nhi, em đợi chị ngủ em mới vô. Rồi chừng nào có dư chị tặng người ta, tặng người ta mà tặng nhiều người hết trơn rồi cái chị sẽ tặng cho em nhóc quà luôn. Ơi mốt xuống Sóc Trăng đi tặng cho một hộp son dưỡng môi. Chào em. Rồi nha, bây giờ mình sẽ công bố ba số cuối của tờ tiền nha. Đó là 8, 9, 6 nha. Nãy có thấy mấy bạn, một bạn là comment là 8, 9, 8 nha. Rồi, vậy phần quà này chưa bạn nào trúng á thì mình sẽ hẹn hẹn lại mấy bạn like sau, mình sẽ tiếp tục mình đón số tiền số series khác. Rồi mấy bạn nào trúng thì mình sẽ gửi quà nha. Còn mấy bạn đã trúng á thì mấy bạn cứ inbox cho mình, nhớ inbox cho mình là
Thôi người ta công bố rồi em mới đón là sao sao nhận quà được phải không? Mấy bạn nào trúng thưởng thì nhớ inbox cho Mai nha. Nhớ cho số điện thoại, địa chỉ Mai gửi quà. Còn mấy bạn nào ở gần á, thì mấy bạn có thể lại trực tiếp đến shop của mình nha. Quá trời sơn luôn. Rồi mấy bạn thích màu nào thì inbox nha. Mẹ con bán đồ nhiều lắm, bán quần Kìa. áo nữa. Hello Hậu kìa. Ê, vô mặt chỗ Hậu coi. Hello Thảo. Chào mấy cô. Ủa mấy cô dễ thương quá à. Mấy cô xinh Hello nữa. cậu, ngủ sớm, mai con đi học. Dạ con ngày mai nữa, con về ngoại à. Tắm rồi đi 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 vô ấy, chạy Ủa, đầu chị hai đi kia đâu rồi ta? thôi. Tạm biệt mọi người nha, Ba rồi kìa kìa báo kìa. hậu nha, mai mấy cô nha, mấy cô đẹp lắm. Báo hậu nha, ốc hậu con nữa nè. Rồi Ba mẹ Yến luôn nha. chuẩn bị đi ngủ, Bye mẹ Yến. mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, đi vô vô chạy động xong mình ngủ. Tạm biệt mọi người nha, hẹn lên sau nhận quà nha. Trời, người ta công bố rồi mà cô Vi Nguyễn cứ đón hoài vậy.